Hoạt động xuyên tạc về công hàm của cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng. Trước phản ứng của Việt Nam và cộng đồng quốc tế trước hành vi ngang ngược của Trung Quốc trên Biển Đông, thời mới đây, Trung Quốc đã sử dụng chiêu trò gửi công hàm lên Tổng thư ký Liên Hợp Quốc về cái gọi là Thủ tướng Phạm Văn Đồng của Việt Nam đã gửi công hàm ngoại giao, công nhận và ủng hộ tuyên bố của Chính phủ Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa về quyết định liên quan đến lãnh hải của Trung Quốc được đưa ra vào ngày 4 tháng 9 năm 1958 và Chính phủ của Cộng hòa Dân chủ Việt Nam tôn trọng quyết định này, hòng đưa ra lập luận hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam thuộc chủ quyền Trung Quốc. Ngay lập tức, trên các trang tin phản động và số đối tượng chống phá đã đăng tải nội dung này để tiếp tay cho hành động phi pháp của Trung Quốc, quy kết Việt Nam bán đảo cho Trung Quốc từ công hàm của Thủ tướng Phạm Văn Đồng ký năm 1958. Để vạch mặt sự gian xảo của Trung Quốc và thủ đoạn chống phá nhà nước Việt Nam của một số đối tượng, hãy cùng Che Làng TV tìm hiểu sự thật về vấn đề này. 1. Bối cảnh và nội dung công hàm. Năm 1958 là năm hội nghị Công ước Luật Biển lần thứ nhất nhóm họp. Các quốc gia tranh cãi các quan điểm pháp lý về các vùng biển khác nhau. Phía Hoa Kỳ cho rằng lãnh hải chỉ bao gồm 3 hải lý, còn Trung Quốc và một số quốc gia khác ủng hộ quan điểm lãnh hải có chiều rộng 12 hải lý. Chính vì vậy, Thủ tướng Trung Quốc Chu Ân Lai đã đưa ra một công hàm để khẳng định chiều dài lãnh hải của Trung Quốc là 12 hải lý mà ta thấy cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng có nhắc đến trong công thư ngày 14 tháng 9 năm 1958 của mình. Cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng đã có thư phúc đáp cho việc đồng ý công nhận hải phận, tức lãnh hải của Trung Quốc là 12 hải lý. Như vậy, công thư này cho thấy nó mang một sự cam kết về mặt chính trị hơn là về mặt pháp lý. Đây cũng là một hình thức mà các nước xã hội chủ nghĩa thường hay sử dụng để thể hiện tình đoàn kết trong tinh thần anh em trong phong trào vô sản quốc tế. Xin nhắc lại, lãnh hải 12 hải lý của Trung Quốc không bao hàm hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Hoàng Sa và Trường Sa lúc này thuộc miền Nam Việt Nam, đang bị Mỹ và tay sai chiếm đóng trái phép. Vậy, công hàm năm 1958 rõ ràng không hề đề cập đến hai quần đảo nói trên. Cần khẳng định rõ, nội dung của công thư do cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng ký không chứa đựng bất kỳ câu chữ nào nói về chủ quyền đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Trên thực tế, khoảng cách từ đảo Hải Nam đến quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam có chiều dài hơn 200 hải lý, đến đảo Trường Sa hơn 635 hải lý tính từ mép đất liền của hòn đảo này. Vì vậy, việc công nhận 12 hải lý trong công hàm năm 1958 của chính phủ về mặt pháp lý cũng không hề liên quan gì đến việc tuyên bố chủ quyền với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam thuộc chủ quyền Trung Quốc. 2. Lịch sử chủ quyền. Việt Nam có đủ bằng chứng lịch sử và pháp lý khẳng định chủ quyền đối với hai quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa. Từ thế kỷ 17-18, dưới triều nhà Nguyễn đã tổ chức khai thác tài nguyên, đánh bắt hải sản. Đến đầu thế kỷ 19, với tư cách là một nhà nước, nhà Nguyễn đã chính thức xác lập chủ quyền trên hai quần đảo này và chịu sự quản lý xuyên suốt cả thời kỳ Bắc thuộc đến chế độ tay sai của Mỹ trước khi Trung Quốc xu quân đánh chiếm quần đảo Hoàng Sa vào tháng 1 năm 1974, các đảo phía đông quần đảo Trường Sa năm 1988. Đối với lịch sử chủ quyền của Trung Quốc, dựa vào các sử liệu, cổ kim đồ thư tập thành, Hoàng Dư toàn lãm phân tỉnh đồ, Quảng Đông toàn đồ và Đại Thanh đế quốc toàn đồ, tất cả đều không thể hiện cái gọi là Tây Sa và Nam Sa như Trung Quốc đang gọi hiện nay. Dưới thời Trung Hoa Dân Quốc, từ năm 1912 đến năm 1949, bản đồ Trung Quốc do Tân Địa Học xã Vũ Sương xuất bản vẫn công nhận cương giới phía Nam là đảo Hải Nam. Cũng trong khoảng thời điểm này, bản đồ Trung Quốc và Nhật Bản do tạp chí địa lý có tên Commercial Atlas Rand McNally xuất bản tại Chicago năm 1942 cũng thể hiện phần lãnh thổ cực Nam của Trung Quốc chỉ đến đảo Hải Nam. Như vậy, rõ ràng Trung Quốc không hề có bất kỳ tính lịch sử và pháp lý nào về chủ quyền trên quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Có thể khẳng định là cả Trung Quốc và những đối tượng chống phá đang hổ nhau xuyên tạc công hàm năm 1958. Cái mà Trung Quốc muốn là lừa bịp nhân dân thế giới về cái gọi là Việt Nam công nhận chủ quyền biển đảo của Trung Quốc, hòng hợp thức hóa mưu đồ chiếm trọn Biển Đông của họ. Những kẻ cơ hội chính trị cứ thế lợi dụng xuyên tạc sự kiện này, hòng kích động nhân dân chống phá chế độ, gây rối tình hình nội bộ đất nước. Vì vậy, là người dân Việt Nam yêu nước chân chính thì cần tỉnh táo trước những luận điệu xuyên tạc.